Đấy, hôm nay vợ chồng em lại chào các bác nha. Chào các bác nha. Do là những cái công việc này thì cần phải tranh thủ cho nên là hôm nay vợ chồng em lại vẫn phải đi sang đồng để gom những cái rơm này về các bác. Tại vì cái này thì mình phơi rồi ấy, thì là phải gom về, không phải sợ trời nó mưa. Với lại nó theo mùa vụ thôi, cho nên là khi mà khô rồi thì mình phải gom về để đánh đống. Hôm nay vợ chồng em lại mời các bác trải nghiệm cái vùng quê người nông dân thường lấy rơm và thường lấy rơm về như thế nào và đánh đống rơm như thế nào các bác nha. Đâu đâu chỗ nào, đâu vừa thấy chỗ nào, ở dưới đấy đó. Ui đây 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 đây, rắn này, đen xì, rắn này, con chạy lên, chạy nhanh chưa này, con rắn này, con rắn gì ấy, đâu vừa thấy chỗ nào, con rắn gì, con này con hổ chi. Đây các bác, đây vừa ấy nghe. Nay bà xã em đang gãy rơm ở ruộng này thì vô tình thấy cái con rắn này nó chúi ở trong cái đống những cái mô rơm này. Thì lúc nãy thì thoạt nhìn qua thì em lại chưa kịp nhận ra, thì con này nó nhìn nó có tên là con rắn là hổ chì, hay là miền Nam gọi là con hổ hành. Thì con này ấy nó rất là giống con hổ mang các bác, về ngoại hình này nó cực kỳ là giống con rắn hổ mang. Thế nhưng mà con này thì lại là không có độc các bác. Nó không có độc và nó rất có ích cho nhà lông nha các bác nhá. Ví dụ như là nó ăn các cái loại động vật gặm nhấm, ví dụ như là các cái con chuột này, và nó ăn là các cái loại rắn khác nữa. Thế nên là con này là cực kỳ là có ích cho nông nghiệp. Đấy, ngoại hình thì rất là giống con rắn hổ mang, nhưng mà có một cái khác biệt là cái đầu rắn hổ mang nó to hơn, và sau cái phần gáy này nó có một cái hoa. Có một cái hoa thì nó cũng khá là nhiều hình dạng khác nhau. Thế nhưng mà con rắn hổ hành này thì nó không có cái hoa ở đằng sau gáy, và toàn thân có một màu đen ánh xanh đó, và cái đầu rất là nhỏ. Thì loài này thì nó chủ yếu là ăn các cái loại động vật gặm nhấm như chim chuột nhỏ này và các cái con rắn, loài rắn khác. Thế con này nó có một cái tên khác là mệnh danh là rắn chăn đồng bằng, chính là cái con hổ hành này. Đấy, nói chung quy là cái con rắn hổ hành này thì rất là có ích cho về nhà lông như các bác nhé. Đấy, thế nên là hôm nay gặp thế này thôi, nhưng em lại để cho nó đi, để nó tiếp tục có sinh sống nha. Đấy, thôi đi đi, gặp nhau thì chào nhau một cái thôi. Nào, đi nào. Đi. Hôm nay biết ra đoán rồi hả? Hôm nay không còn ngủ nữa à? Đi xem nào. Xem cái mặt nào. Ra đây.
Hôm nay ôi trời ơi, biết rồi các đồng chí ạ. À. Đồng chí nào thế, cái đồng chí mập này hôm nay không thờ ơ đó à. Hôm nay thấy chỉ về người ta yêu gái à. Hôm nay biết nhìn thấy xe về là biết đứng dậy rồi. Hôm nọ chắc trời nắng, hôm đấy chắc trời nắng. Trời nắng ngủ không thèm mà đang ngáy ngủ. Giỏi lắm. Ngày cứng cáp lắm rồi, ăn cỏ giỏi rồi. Ăn cỏ giỏi không rồi. Không biết ăn hết cái rổ cỏ sáng nay đi để ăn cho hết rổ cỏ thôi, còn tí thôi. Giỏi quá cơ. Nào nắng ấm ấm mới tắm nha, tắm cho sạch sẽ thơm tho nha. Tắm cùng với mấy em Jack em Jun nha. Rụi thì người ta nhẹ nhàng thôi. Đây là khẩu phần ăn của mập mà khi chủ vắng nhà các bác ạ. Bây giờ là rất là giỏi rồi. Ăn cỏ rồi, ăn cỏ băm rồi, cỏ cắt những cái lá cỏ như này này. Mà rất là thích, chỉ thích ăn những cái lá cỏ kiểu này thôi. Thế còn cỏ băm kia thì nhà em lẫn bột ngô vào thì nghe chừng là ăn nhưng mà không thích lắm. Nhưng mà cứ mà những cái lá cỏ mà lá ngô như thế này thì cắt về như thế này thích nhặt. Thích ăn lá như thế này. Đấy, bây giờ rất là giỏi rồi. Bây giờ là giỏi lắm rồi. Bây giờ là cắt liên tục rồi. Mà lười lắm các bác ạ, không thích ra vườn một mình đâu, cứ người ra thì nó mới ra chứ còn không thì là cứ phải cắt về để đây cho nó ăn chứ lười lắm. Bình thường mà cứ mở cổng thì cho đi ra ngoài để nhặt lá cỏ ăn nhưng mà không thích ra. Chỉ thích ăn sẵn thôi. Này lười kinh khủng. Ăn đi nhá, ở nhà ăn hết cái rổ cỏ đấy đi là vừa. Anh chủ thì phải đi làm đây chứ không có ở nhà được cho mập ăn đâu. Bây giờ nói chung là đi làm thì cũng yên tâm các bác. Cứ cắt cỏ để đây thì không lo bị đói nữa rồi. Ví dụ như mà buổi sáng thì cho uống sữa xong là cắt cỏ để đây cho ăn. Trưa hoặc chiều về thì cũng không lo bị đói. Cứ để đây là ăn dí rách cả ngày. Nói chung là bây giờ mập cũng rất là giỏi rồi.
Chào các bác nhá. Đây các bác ạ, sau một công đoạn từ lúc phơi dơm ở ngày đồng đến lúc trở về, thì bây giờ thì em bắt đầu tiến hành công đoạn cuối cùng là đánh đống dơm các bác. Đây là cái công đoạn cuối cùng đây, cũng khá là vất vả, mất nhiều sức. Không biết được là các bác đã có bác nào mà được có những cái trải nghiệm mà đánh đống dơm, được lên em đống dơm như này chưa các bác nhỉ? Nếu mà các bác làm ở nông thôn mà thế hệ từ 7x, 8x trở lại về phía trước thì chắc chắn là các bác là hầu như ai cũng có một cái kỷ niệm về đánh đống dơm này rồi. Tại vì ở nông thôn ngày xưa thì hầu như nhà nào cũng phải cần dùng đến dơm, như là cho gia súc ăn này và để nấu cơm các bác, nấu cơm, nấu thức ăn ấy. Ngày xưa ở nông thôn bọn em thì chất đốt rất là khan hiếm, nên là chủ yếu là hầu gặt xong mình sẽ tận dụng cả dơm cả rạ, vừa để cho gia súc ăn, vừa là để đun nấu hàng ngày. Thì bây giờ là cuộc sống nó hiện đại hơn nhiều rồi, thì bây giờ nấu thức ăn thì mình dùng ga và dùng điện rồi, thì mình không cần dùng dơm nữa. Nhưng mà chăn nuôi ấy, châu bò thì vẫn là rất cần các bác, rất cần dơm. Thì châu bò vào mùa đông này rất thích ăn dơm, hai đó mình để phòng những ngày mà giá rét, và hai nữa là khô hạn thì cỏ tươi nó mọc cũng rất là chậm, thì mình có cái nguồn dơm khô như này để mình cho ăn những ngày mưa rét kéo dài này, mưa giá rét này, những cái ngày mà cỏ nó khô mọc chậm cũng đủ ấy, thì mình đây là một cái nguồn thức ăn dự trữ rất là tốt các bác ạ. Làm tuy là làm thế này nhưng mà nó vất vả một chút, nhưng lại có một cái chút kỷ niệm nó ùa về là ngày hồi còn nhỏ đấy. Bọn em thì rất là hay chơi vào những cái đống dơm như này, lô đùa mình trèo lên đây trượt nó xuống, rồi là chơi những cái trò chơi trốn tìm ấy, giúp vào trong cái đống dơm để mà đi trốn ấy, rất là vui các bạn. Bây giờ thì lúc mình làm như này thì lại trượt, lại có một chút cái ký ức nó ùa về, thì cái thỏ thơ ấu của mình ấy rất là thú vị các bạn. Khô rất là thơm, mùi dơm cực kỳ là thơm. Các bác mà xa quê hương lâu ngày ấy, ngửi thấy cái mùi dơm này thì sẽ rất nhiều các cái kỷ niệm phải thơ ấu mà sẽ làm các bác gợi nhớ lại.